Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giáp Nguyễn. Mình rất vui lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may viền cổ hai phân vào thân áo nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn hai cổ này, cổ trước cổ sau này. Mình đã hai thân áo này. Cổ sau nhé. Các bạn đặt cái dưỡng cổ lên. Các bạn vẽ giúp mình này. Các bạn vẽ giúp mình này, để tí mình may theo đường phấn nhé. Bên đây cũng thế nhé. Các bạn cứ để cho nó đúng theo vòng cổ nhé, của cái cổ dưỡng cổ áo nhé. Thân trước thế này. Các bạn để lên, vẽ giúp mình. Nên mình vẽ xong này. Các bạn đi quay cổ giúp mình. Các bạn nhé. Lật này. Mặt phải của lá chính này với mặt phải của lá lót này. Các bạn để các bạn quay giúp mình. Còn lại mình đánh dấu giữa nhé, các bạn để giữa cái cổ này, giữa cái cổ chính này. Các bạn quay cổ nhé, các bạn cứ để nguyên, không được kéo thẳng cổ ra nhé, mà để theo đúng vòng cua cổ nhé, độ tròn của cổ này nhé, cho mình nhé. Và tay các bạn này. Hơi lưa nhau. Cái đường chạy của chân vịt nhé. Để tí cổ của mình không bị bay này. Không bị cầm nhé. Thân sau các bạn cũng quay như vậy giúp mình. Các bạn để cho hơi đường cong của cổ áo nhé. Quay xong các bạn sửa giúp mình đường may này. Các bạn sửa đều cho mình 5 ly hoặc 7 ly nhé là được nhé. Để cho vòng cổ nó êm và thoát nhé. Quay xong là các bạn lật lá lót của cổ lên. Các bạn mí giúp mình vào đây một đường. Mí một đường giúp mình. Cổ bên đây cũng vậy nhé. Các bạn vừa may này, vừa vuốt ra mình giúp mình thẳng ra lót này ra nhé. Khi mí xong này, các bạn dỡ giúp mình lên mặt phải với cổ này nhé. Bằng một chân vịt, các bạn không che chân vịt, các bạn để giúp mình cái gá nam châm như của mình này. Các bạn chạy giúp mình. Nhưng các bạn nhớ để theo đúng vòng cong của cổ nhé, không được kéo thẳng nó lên nhé, không tí nó bị bài nhé.
Bạn để giúp mình thôi, đứng vòng cong của cổ. Cổ sau cũng thế nhé. Thôi bạn cứ giữ giúp mình như cổ trước này. Các bạn nhớ để cua nơi đường cong của cổ nhé. Các bạn không được kéo thẳng cổ nhé, thế nó bị bay, nó không vào được lớp cổ nhé. Đây nhé, cổ mình may xong này. Các bạn nhìn này, mình chưa là nhá, nó đã thẳng cổ luôn rồi này. Giờ các bạn để giúp mình cái dưỡng lên này. Các bạn vặn chỉ to ra để mình ghim cổ nhé. Các bạn chạy giúp mình theo cái đường dưỡng cổ này nhé. Nhớ các bạn không được kéo theo cổ thôi, đừng căng nhé. Các bạn cứ để cong cong như này với mình nhé, đừng thẳng là nó bị tí nó bị bay cổ nhé. Cứ bay cong cong này giúp mình. Hôm sau các bạn ghim thế giúp mình nhé. Nhưng các bạn nhớ này, giữ êm cổ vào cái phần dưỡng nhé, để cho nó khỏi chạy nhé. Quay lại các bạn, nhớ mình. Rồi mình đi sửa đường may này, và tra vào thân luôn nhé. Các bạn sửa giúp mình đường may rồi mình đi tra vào thân này. Giờ đó mình còn 7 ly nhé. Các bạn tra vào thân giúp mình. Thân trước mình đã đánh dấu rồi này. Các bạn lật giúp mình mặt phải của thân lên này. Cái cổ này các bạn cũng lật mặt phải lên nhé các bạn. Sang dấu lại giúp mình cái phần cổ áo này. Các bạn đánh dấu giữa giúp mình. Sau đó mình đặt lên này. Mặt phải của cổ nhé các bạn. Đặt vào mặt phải của thân này. Các bạn chạy theo mình theo cái đường chỉ mình vừa ghim nhé. Giữa của cổ áo này, trùng cái giữa của thân áo này. Các bạn cầm giúp mình, chia đều giúp mình luôn nhé, thì tí cái cổ nó không bị chỗ thừa chỗ thiếu nhé, nó sẽ êm luôn nhé. Cổ lạnh thế nhé. Các bạn quay giúp mình. Các bạn cứ theo cái cổ tròn tròn nhé, không được kéo thẳng cổ ra của mình nhé, tí nó bị bay nhé, nó có mất dáng cổ nhé. Thế nhé các bạn nhé, mình chia là xong này, cái phần cổ của mình nó đều này, nó trơn nó đều này. Chưa là xong phần cổ mình đã trơn đều rồi, rồi mình đi may cổ thân sau này. Thân sau cũng bạn cũng lật mặt phải có cái viền cổ ra. Bạn úp vào cái mặt phải của thân nhé, mình đánh dấu giữa cổ này.
các bạn cũng chạy như lần trước giúp mình. Các bạn để cái đường giữa phấn của cái giữa cái viền cổ này trùng với điểm giữa của thân áo nhé. Các bạn chạy giúp mình một đường như thế nhé. Các bạn không được kéo căng nhé, mà để theo đường cong của cổ chạy giúp mình nhé. Mình tra xong cổ sau này, các bạn nhìn thấy cổ này, tra xong này, nó phẳng nó êm luôn nhá. Sau khi vắt sổ xong nhá, các bạn mí giúp mình một đường vào phần thân áo này. Khi mí các bạn vuốt thẳng cái thân ra nhá, tay với các bạn thì cái xu hướng nó đẩy vào máy nhá, thì nó sẽ êm hơn nhá. Các bạn mí luôn cả thân sau với mình. Bạn vuốt thẳng thân giúp mình nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn may xong viền cổ hai phân vào thân áo nhé, cả cổ trước này, viền của mình may xong này, phẳng êm này, không nhăn này, không rúm này, không cầm không bay nhé. Đây là cổ trước này, cổ sau cũng vậy nhé, cổ sau cũng thế nhé. May xong cái viền cổ của mình này rất phẳng và êm nhé. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn may thành công. Chào các bạn.